chàng trai từ bỏ tấm bằng đại học kiếm tiền khủng nhờ công việc livestream. Nam thanh niên này đưa ra quyết định táo bạo từ bỏ tấm bằng đại học sẽ hướng sang con đường làm giàu bằng việc livestream bán hàng. Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog, Quyền Leo Daily, Võ Hà Linh, Phạm Thoại là những chiến thần chốt đơn đình đám nhất hiện tại với màn chốt đơn siêu nhanh cùng doanh thu khủng. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có lượng người dùng Internet lớn nhất thế giới, đứng thứ 12. Chính vì thế, bán hàng online trở thành phương pháp kiếm thu nhập hiệu quả. Đặc biệt là lĩnh vực bán hàng livestream. Nhiều KOLS đã đổi đời nhờ việc bán hàng trên sóng livestream. Bên cạnh những tên đình đám, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện gương mặt mới đang làm mưa, làm gió trên sóng livestream bán hàng với cái tên Vinbanbo. Chủ kênh Vinbanbo là Phùng Anh Vinh, từng có con đường học vấn đầy triển vọng với tấm bằng đại học trong tay. Tuy nhiên, anh đã đưa ra một quyết định táo bạo, từ bỏ con đường học vấn truyền thống để theo đuổi đam mê livestream bán hàng. Đối với nhiều người, đây có thể là một bước đi mạo hiểm, nhưng Vinh đã chứng minh rằng đam mê và sự kiên trì có thể dẫn đến thành công. Quyết định này đã đưa anh vào một hành trình mới đầy thách thức nhưng cũng mở ra cho anh vô số cơ hội. Vì vậy, Vinh cũng không quên nhấn mạnh, dù thế nào thì việc học vẫn rất quan trọng. Mình khuyên các bạn trẻ nên theo đuổi đến cùng việc học vì chỉ có học mới giúp chúng ta trang bị kiến thức nền tảng để phát triển bền vững. Những phiên livestream của Vinh không chỉ đạt doanh thu khủng với mỗi phiên bán hàng đạt hàng tỷ đồng mà còn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ. Tuy nhiên, đối với Vinh, con số không phải là tất cả. Anh chia sẻ, giá trị đích thực không nằm ở doanh thu mà ở việc chọn lựa những sản phẩm tốt và trao giá trị thực sự cho khách hàng.